Hi, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái ứng dụng mà có thể vừa giải trí mà vừa có thể là kiếm được tiền ở trên đây để chúng ta có thể là rút tiền về hoặc là bạn có thể là nạp thẻ cào điện thoại nha. Thì cái min rút tiền ở trên đây thì nếu mà nói rút ra về ví á, thì nó cũng khá là cao. Nó bắt buộc là phải từ 10 đô trở lên. Và với nếu mà các bạn nạp thẻ cào điện thoại thì nó chỉ có 10.000 đồng thôi. Nên mình thấy là cái ứng dụng này các bạn chơi và có thể là kiếm tiền và nạp thẻ cào điện thoại thì được nè. Mình cũng mới tải cái ứng dụng này về và mình cũng kiếm được khoảng 1.187 xu quan, và nếu quy đổi ra thì được 1.900. Và bây giờ thì mình cũng lại đi vào tiếp tục và làm những cái nhiệm vụ đó. Thì ở đây bạn sẽ tải cái ứng dụng về, thì cái đường link mình sẽ để cho bạn ở phần mô tả video này. Bạn tải về xong rồi sau đó bạn sẽ vào trong cái mục là toy nè ha. Thì bạn sẽ chọn vô trong cái chỗ là mã mời nhận thưởng nè. Bạn sẽ nhập vào cái mã mời mà được cung cấp ở trên màn hình này để mà bạn nhận được 3.000 xu nha. Nếu mà không nhập cái mã mời này thì nó sẽ tự động mất và bạn sẽ không có nhận được 3.000 xu. Bạn nhập vào đúng theo hướng dẫn như thế này thì sẽ nhận được 3.000 xu. Rồi bây giờ mình quay ra. Nếu mà bạn muốn mời người khác á, bạn bè của mình á, thì chúng ta chọn vào trong cái phần là mời bạn bè nhận thưởng. Thì trong đây á, nó cũng sẽ có quy định ha. Cứ mỗi một người mà khi mà mời thành công một người khác đấy thì sẽ nhận được tổng số xu đó là 36.000 xu. Nhưng mà nó còn có cái phần quy tắc phía dưới nè, là không phải là nhận được hết một lần mà nó sẽ chia ra, ví dụ như là 6.000 xu đúng không, thì mời bạn bè tham gia tải app và thông qua liên kết thì mình sẽ nhận được ngay 6.000 xu, và mình sẽ có thêm nữa là 100 phiếu thăm để rút tiền. Và sau khi mà bạn bè của mình xem video 30 phút mỗi ngày á, và không dưới 10 video và tích lũy từ 3 ngày trở lên á, thì mình sẽ nhận được 30.000 xu. Đó là những cái cách mà bạn có thể kiếm được xu á. Và cái này thì nó cũng có nói là có thể mời người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình. Mình nghĩ cái con này thì nó sẽ không có chết IP nên nó sẽ nói như vậy ha. Và ở đây bạn còn có thể chơi vòng quay may mắn để nhận được 1.500 xu. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong cái vấn đề là hướng dẫn các bạn kiếm xu nha. Ở trong cái phần video ha, thì bạn sẽ thấy là những cái video xuất hiện ở đây chủ yếu là trên YouTube thôi. Và ở đây chúng ta có thể là xem giải trí được ha. Ví dụ như bạn nhìn thấy nó để là 96 đồng xu nữa, thì bạn sẽ bấm vào nhận ngay như thế này ha. Nếu mà bạn muốn cái số xu này nó được x2 lên đó, thì bạn sẽ bấm vào và xem quảng cáo của nó. Còn không thì chúng ta tắt đi. Đó là như vậy, nó sẽ cộng xu vào. Phía dưới này thì khi mà bạn xem video á, nó cũng sẽ bắt đầu cộng xu cho bạn á. Khi xem á, nó sẽ cộng xu á. Xem như thế này thôi, mình xem giải trí á. Thì bạn thấy cái đồng hồ phía dưới không? Nó chạy á, cái đồng hồ nó đang chạy á ha. Đây xem ha. Nhưng mà xem cái này chủ yếu là nó chắc là cũng khó là kiếm nhiều lắm. Rồi xem xong thì nó sẽ cộng xu cho mình ha. Cái đồng hồ phía dưới này nó chạy nè, nó để 6-7 vậy đó, nó chạy ha. Và có một cái lưu ý là các bạn nha, hồi nãy mình gặp cái trường hợp này nè. Để mình vào trong cái phần phần thưởng ha. Những cái phần thưởng này, ví dụ như bạn mở cái rương quà thì bạn sẽ nhận được xu ha, hoặc là chơi cái vòng quay may mắn cũng nhận được xu, và mở cái túi quà này cũng sẽ nhận được xu. Nhưng mà có những cái thì chúng ta không nên chọn vào ha, tại vì khi mà vào chơi á, chúng ta không thắng được nó mà sẽ bị trừ hết cái xu của chúng ta là trong ha. Thẻ cào may mắn nè, các bạn chọn vào trong đây thẻ cào may mắn á, là coi chừng á, là lúc mà chơi á, là bạn kiếm được rất ít xu, nhưng mà mỗi lần như vậy thì nó trừ xu của bạn rất là nhiều á, nên mình bỏ qua cái nhiệm vụ đó ha. Những cái này thì các bạn có thể xem ha. Đây nãy mình chơi cái phần thẻ cào nè mà bị trừ cũng khá là nhiều, khoảng tầm 2.000 xu á, nên là bây giờ mình chỉ lại cho bạn luôn, không chơi cái đó ha. Rồi app này thì cũng khá là đơn giản, nó không có gì gọi là khó hết á. Bấm vào trong đây thì nó cũng sẽ yêu cầu là giới thiệu thôi. Đây cái đồng hồ này nó đang chạy nè. Ở trên đây thì bạn có thể xem là bạn tìm cái nội dung của bạn ha, để xem cho nó phù hợp, hoặc là nó sẽ đề xuất ra thì chủ yếu là âm nhạc nè. Rồi khi rút tiền thì chúng ta có thể rút về trên cái ví của PayPal, hoặc là bạn có thể chuyển khoản ngân hàng. Thì chuyển khoản ngân hàng thì từ 160.000 đồng trở lên. Nếu nạp thẻ cào điện thoại thì nó chỉ có mất tốn là 10.000 đồng thôi, và tương ứng là 6.500 xu ha. Rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà quan trọng làm sao để kiếm được xu nhiều đây. Và với cái ứng dụng này thì mình đánh giá nó không cao lắm, bởi vì sao bạn biết không? Là nếu mà tự chơi một mình đó, thì cũng rất là khó để mà kiếm được nhiều xu. Không giống như một số ứng dụng khác mình đang chơi á, thì mình thử test một mình thôi thì mình vẫn có thể rút được nhiều tiền. Nhưng mà với cái này á, thì mình vẫn chưa nhìn ra được là cái chỗ nào nó kiếm nhiều xu nhất ha. Nhưng mà cái min rút thì nó hơi cao ấy, nên là các bạn có thể tải về và trải nghiệm thử nha, nghiên cứu thêm. Nếu mà chỗ nào mà kiếm được nhiều xu thì các bạn có thể là hướng dẫn lại cho bạn bè của mình để kiếm nhiều xu và rút tiền nhé. Chứ còn bây giờ là mình thấy là cái ứng dụng này,
Nếu mà nói để cho thang 10 điểm thì mình chỉ cho con này khoảng tầm 5 điểm thôi. Bởi vì á, giao diện thì đẹp thật ấy, nhưng mà vấn đề là kiếm xu thì nó khá là ít, hạn chế lắm. Hạn chế lắm ha, chủ yếu trên đây giải trí thôi. Chứ còn nếu mà nói là kiếm nhiều xu thì cực kỳ khó ha. Và ngay cả cái việc là tuyển người tải rep, tuyển rep gì cũng không đơn giản đâu. Tại vì nhiều người người ta cũng đâu có xem hết yêu cầu giống như vậy đâu. Phải xem trên 30 phút một ngày và không dưới 10 video thì cái người giới thiệu mới nhận được trọn vẹn cái xu đó, còn không thì không có nhận được nhiều đâu ha. Rồi, coi như là mình sẽ dừng ở đây ha, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau khi mà mình tiếp tục test cái con này, và các bạn cũng test chung với mình nha. Nếu mà có cái gì hay hay thì các bạn cứ để lại ở phần bình luận video này, rồi các bạn tham khảo thêm ở cái ứng dụng Castopy đó giúp mình nha. Nếu mà có cái gì hay thì cứ để lại ở phần bình luận video này. Còn bây giờ thì mình sẽ có cái phần quà dành cho những bạn mà đang xem ở trên kênh của mình nha, thì cái này mình sẽ để ở cuối video. Và các bạn khi mà xem được tới đây thì các bạn cứ mạnh tay vào ha. Chúng ta sẽ nhập cái mã số này để mà các bạn có thể là nạp cái thẻ cào điện thoại. Thì cái này nó chỉ có 10.000 thôi. Và mình để ở đây luôn nha, mình không có che sau hết đó. Ai mà xem trước thì sẽ nhập trước, ai xem sau thì nhập sau ha. Cái này mình mua cũng mấy ngày rồi. Thì làm cái mini game kia mà không có ai trúng hết. Nên bây giờ là mình công bố ở đây luôn. Rồi các bạn thấy ha, một cái kia là của Mobi, cái này là của Viettel. Các bạn cứ nhập theo đúng cái số này. Nếu mà ai nhận được cái số tiền 10.000 từ thẻ cào này đấy, thì cứ để lại phần bình luận này để cho bạn bè của mình cùng biết ha, để mà mọi người có động lực để ủng hộ kênh mình thêm nhé. Tại kênh mình cũng còn khá là nhỏ, view thì còn rất là thấp, nên mình cũng không thể nào mà tạo ra những cái mini game có cái giá trị cao hơn được nhé nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kiếm tiền lần sau. Nếu mà bạn thấy yêu thích kênh này á, thì hãy bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.